Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang. Hôm nay nhà hàng Kiên Giang sẽ tiếp tục lên clip cho anh em. Thì clip trước của nhà hàng Kiên Giang là bán một cái chiếc Neo GT, thì nhà hàng đã bán rồi nha anh em. Thì chủ xe người ta cũng nhờ nhà hàng Kiên Giang can thiệp vào cái máy. Thì clip trước nhà hàng có nói là cái máy mình bị ra khối đó. Thì đây là cái chiếc GT nhà hàng đã bán rồi. Thì nhà hàng cũng sẽ can thiệp vào cái vấn đề mà xử lý cái khối cho chủ xe luôn. Thì để giờ tại ngày nay xin em một like, đã nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhà hàng anh em. Thì hôm nay nhàn sẽ nói thêm với chiếc GT này cho anh em nắm thêm, những anh em nào mà chưa có trải nghiệm với dòng xe này đó, hoặc là chưa có gia chạm đó, anh em có mua xe, trong khi anh em mua xe anh em quyết định cái con xe, mua con xe zin hay là con xe gớt đó. Thì cái con xe này, cái kết của con xe GT này đó là chủ xe là mua cái con xe xe zin anh em đó, nhưng mà cái kết của nó là thành ra chiếc xe gớt. Nó gớt là gớt như thế nào, mua là đúng là xe zin, em ở rút ra là nhắn là xe zin đàng hoàng nè anh em coi nè đó. Nhưng mà gớt rồi gớt cái lý do gì, để chút xíu này sẽ nói cái phần gớt cho anh em nghe đó. Xe này là xe zin nè, là bê tông zin nè đó, có mạ nè, mạ trên mạ dưới nè đó. Thì xe này đúng phiên bản là xe zin mới rút ra lần đầu nè đó. Rồi bây giờ em sẽ nói sâu hơn cái con xe này, tại sao mà chủ xe mua xe zin mà thành cái bán. Ngày qua em có nói rồi, clip hôm qua em có clip trước đó, em có nói mà tại sao xe zin mà bán thành cái giá xe gớt, là tại vì khi ban đầu chủ xe mua là xe zin, cái xe nào 30 mấy triệu, gần 40 triệu lận nha, chứ không rẻ đâu anh em. Thì những anh em mà chơi khu Chanel á là biết cái giá trị con xe này, còn những anh em nào mà không có từng gia chạm con xe này, nhiều khi á anh em nói mắc rẻ được, cái đó là cái giá cả. Còn cái chủ xe á, mua con xe này là xe zin, thật sự là đem về em rút ra là đúng là zin đó, nhưng mà nó có bị có ban là chạy hết chu kỳ bạc ra khối thôi đó. Thì bây giờ em sẽ rút ra xử lý cái ra khối giùm cho chủ xe người ta luôn, đó là gì. Còn những anh em nào á mà chưa có chơi qua cái dòng xe Neo này á, thì em sẽ tư vấn thêm cho anh em. Đây một cái clip thật sự á, là em chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho anh em, là anh em nắm em chơi. Còn những anh em nào mà sành rồi đó thì em xin cho qua. Còn những anh em nào mới nè, mới mua xe này nên xác định, nếu mà thật sự mua con xe zin đó thì đem một con xe zin về là mình xài luôn, anh em đừng có bỏ tiền ra dọn đó. Nếu thật sự mua xe zin là anh em phải về xài để chạy luôn anh em, để làm cổ luôn. Còn nếu mà anh em mua xe zin về anh em dọn lại, thì anh em ngay ban đầu nên chấp nhận mua xe gớt đi, nó rẻ hơn nhiều. Thì một cái con xe zin như thế này với con xe gớt á, có con chiếc xe chênh lệch với nhau á, giá bèo nhất cũng là 10 triệu đó. Còn còn những con xe chênh lệch với nhau 20-30 triệu nữa đó, từ giữa xe zin và xe gớt. Thì cái con xe này chủ xe người ta mua á, là con xe zin mà tại sao mà bán thành con xe gớt cho anh em. Tại vì bây giờ con xe zin nó mà về bán cho anh em đem về mà ví dụ mà nó xịt khói kiểu này rồi làm sao mà anh em xài được đó, rồi thành ra mới bán cái giá gớt cho anh em. Trong khi đó chủ xe người ta bán đã cái xe này, người ta đã lỗ cái tiền dọn rồi, thì những anh em cầm tiền mua những cái xe dọn như thế này nè, anh em biết cái xe này người ta dọn hoàn hảo rồi đó, dọn hết 90% rồi đó, nó chỉ còn có vấn đề ra khối thôi. Nó là gì thì anh em phải nhớ rằng, ví dụ mình mua cái con xe zin như thế này đó mà anh em dọn lại, thì thay anh em ngay ban đầu anh em xác định anh em mua con xe gớt đi, anh em để mình lấy cái số tiền nó ra về đặng mình dọn lại cho nó đỡ tốn tiền ra nghe anh em. Để đi mua cái con xe zin như thế này 3 mấy triệu rồi, anh em về dọn vô có 10 triệu chạy ra 4 mấy rồi, 4 mấy triệu, bây giờ tốn thêm cái tiền làm nữa đó, thì chạy ra 50 mấy triệu luôn, đó là gì. Thì ngay ban đầu anh em đã, đây là một cái bài học của anh ta anh em. Thì những anh em nào mà chưa vào chơi vào khu Chanel đó, anh em rút kinh nghiệm đó, thì em sẽ nói sâu hơn cái vấn đề này cho anh em nắm nghe anh em. Thì cái bài học của anh ta, cái kinh nghiệm của anh em mình, thì những anh em nào mà chuẩn bị chơi Neo đó, thì ngay ban đầu anh em chuẩn bị mua thì nên mua cái con xe đó, muốn xác định mua xe zin là xài luôn, chứ đừng có dọn. Xe zin là mua xe nào sạch sạch đó anh em về mình xài luôn, còn để mua chiếc xe zin mà anh em dọn thế này, dọn xong rồi thì tính ra nó tốn phí lắm. Thì anh em mua chiếc xe gớt thì cũng vậy à, vì anh em cũng sơn thay áo rồi là máy là móc các thứ lợi, thì nó cũng vẫn im vẫn mới chát như xe cửa hàng thôi, không có gì. Còn này anh em mua chiếc xe zin mà đi về mà anh em dọn là kiểu này thì rất là tốn kém, nên tính ra chủ xe bán chiếc xe này lỗ 10 mấy 20 triệu đó, chứ không không có ít đâu nha đó. Rồi em cũng nói đây cho những anh em mà chưa có mua khu Chanel đó, đặng mình có mua đặng mình rút mình trải nghiệm mình biết nha anh em, để nhiều khi anh em mua chiếc xe ra rồi đó, mình về là mình tu bổ vô các thứ vô, nhiều khi nó tốn tiền rồi anh em, nó tốn kém lắm. Ngay ban đầu anh em xác định mua chiếc xe gớt đi cho nó rẻ, hoặc là những chiếc xe mà người ta dọn sẵn rồi thế này nè đó, thì anh em về nó xài luôn, nó rất là rẻ anh em. Những anh em nào chưa trải nghiệm đó, thì còn những anh em nào dọn rồi thì đã biết rồi đó,
thì dọn thành một con xe mà mới chắc như thế này đi, anh em biết cái nó tốn bao nhiêu. Em sẽ kể những xe dọn này trên xe anh em biết nè. Xe này chủ xe dọn thay dàn áo nè, áo mới nè, phuộc sao mới nè, bô mới nè, ốc gam mới nè, lóc sơn mới nè, sơn sườn mới nè, đó mấy cái bao tay nè, nút nè, bao tay nè, gù tay nè, thay mới nè, nè pha kiến pha đèn thay mới luôn nè, ổ khóa nè thay mới luôn nè, những mặt xi này thay gì qua mặt xi hết trơn nè, đó, phuộc bọng sơn ốc át gam nè, bố tháng trước tháng sau là thay mới nè, nè em thấy chưa, nguyên cặp vỏ mới luôn nè, đó thì những mấy món mà em kể cho anh em đồ mới nó còn nhiều là giữ đồ riêng trong xe, là cái thứ bình xăng con này các thứ này ở trong là giữ ghi lại đó, là anh em muốn biết ra được là bao nhiêu tiền rồi đó. Em kể những cái món mới cho anh em nắm đó, thì những anh em nào mà dọn từng dọn chiếc neo này rồi là anh em biết là anh em nắm à, còn những anh em nào mà chưa biết đó thì mình trải nghiệm anh em đó, mình trải nghiệm mình mua mình dọn đi mình cho biết cái giá tiền thế nào. Thì em đây em cũng lên một cái video lên cái clip gì đó đặng cho những anh em nào mà chưa gần phụ neo đó anh em nắm, thì anh em biết xác định ngay ban đầu là anh em mua nên mua con xe gớt hay là con xe zin. Thì anh em mua con xe zin đã xác định con xe zin rồi đó, người ta là phải bảo hành cho anh em máy móc chạy như thế nào đó, đồ dàn ngoài bọng còn đồ đạc nó còn zin hay là không. Không mấy ngày ban đầu anh em đâu xác định con xe gớt thì nó rẻ tiền, thì con xe gớt với con xe zin thì nó chênh lệch với nhau nhiều lắm đó, anh em biết rồi, con xe NGT bèo giờ cũng 20 mấy triệu, con xe zin thì 3 mấy triệu chênh lệch nha, em cho đơn giản là 10 triệu thôi, nội có tiền 10 triệu thôi anh em dọn chiếc xe là best ken này nè đó. Còn thêm là về nè, mấy con xe này chủ xe người ta mua nè, mua xong mà dọn gần 10 triệu đó, dọn 10 triệu còn bây giờ phải, anh em thấy chưa, mua về đâu có xài được liền đâu, còn phải tốn tiền ra làm cái máy nè đó, còn mắc rút ra làm máy nè ra tốn kém. Nhưng em lên cái clip cho anh em nào mà mình nghe mình rút kinh nghiệm mình nè, ngay ban đầu anh em xác định mua thì nên mua cái con xe gớt là xe zin, tại xe gớt xe zin nhau là trên đợt cái tiền giữa zin và gớt nó mắc cái lắm đó là gì đó. Còn anh em nào mà có cần tư vấn gì thêm gì mấy dòng full channel này, anh em có thể alo trực tiếp cho nhà hàng Kiên Giang, nhà hàng Kiên Giang có để số điện thoại trên màn hình đó, tư vấn thêm cho anh em nha đó, tư vấn gì vấn đề về các dòng xe full channel đó, và tư vấn về bên có thể là bên kỹ thuật cho anh em nắm đó nghe anh em đó, những anh em nào mà chưa gần về full channel mà có gì dự định mua full channel đó, anh em chưa biết những đời nào giá cả làm sao đó, anh em cũng thể là điện cho trực tiếp cho nhà hàng Kiên Giang, nhà hàng Kiên Giang có thể tư vấn cho anh em thêm, nhà Kiên Giang có để số điện thoại màn hình đó, những anh em nào gần sành rồi thôi thì khỏi, còn những anh em nào mà chưa biết thì em hút đây thì tư vấn cho anh em nha đó. Thì clip hôm nay thì nhà hàng Kiên Giang nói bao nhiêu thôi, đừng cho những anh em nào mà chơi full channel nè anh em nắm nè đó, thì đây là một cái bài học của anh ta đó, là cái kinh nghiệm của những anh em mình, còn những anh em nào là hiểu ra được thì mình trong khi đi mua xe anh em cũng đỡ tốn kém, anh em cũng đỡ tốn một cái phần nào mình đã xác xác định ngay ban đầu anh em mua xe zin là gì là phải xài luôn chứ không có dọn, chứ không có dọn mới kiểu này, dọn mới cái này tiền dọn cũng nặng lắm nó là gì đó. Mua chiếc xe zin là máy là gì mà phải hoạt động ok nha, mua xe zin gì mà cái máy xịt khối đó cũng như không, thì ngay ban đầu anh em nó bán từ chiếc xe gớt vậy đi cho nó rẻ tiền, đặng mình lấy cái tiền chênh lệch giữa xe zin và xe gớt đó thì mình dọn vô chiếc xe nó rất là ngon, để đi mua xe zin về bỏ tiền dọn và tiền làm máy nữa, tính ra nó mắc dữ lắm, chênh lệch nhiều lắm. Thôi nhà Kiên Giang cũng lên cái clip hôm nay bao nhiêu thôi, thì cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm nhỏ cho anh em nắm, những anh em nào mà chưa bước vào dòng chơi dòng xe của chị Neo này đó, đặng cho anh em nắm anh em rút thêm cái kinh nghiệm nghe anh em. Còn anh em có mua đồ món á, thì qua kênh Phú Kiên Giang, Phú Kiên Giang bán đồ món của chị Neo đó, em để lại cho Phú Kiên Giang bán rồi, em bây giờ là chỉ chuyên bán những dòng full channel thôi, em bán được chuyên dòng chứ không có bán lộn xộn anh em. Còn những anh em mua đồ quay nhỏ đó, những anh em nhiều anh em hỏi đồ quay nhỏ thì qua kênh Thống Kiên Giang nha, thì em làm tới 3 4 kênh là anh em, mỗi một kênh là bán chuyên dòng không đó chứ không có bán lộn xộn xà bằng anh em đó, như em là nhà hàng Kiên Giang bán chuyên dòng xe này á, chuyên dòng xe này hết đó chứ không bán lộn xộn đó, còn Phú Kiên Giang á chuyên gã đồ món những dòng xe này luôn anh em, dòng full channel luôn nha đó, là bán chuyên dòng vậy đó. Còn Thống Kiên Giang là chuyên dòng quay nhỏ, gã đồ món quay nhỏ bán nguyên chiếc luôn, Thống Kiên Giang thì chơi hai hệ luôn đó, vừa nguyên chiếc có vừa đồ món có luôn đó. Thì tụi em nói chung là bán chuyên dòng, tụi em chủ yếu là bán chuyên dòng đi sâu anh em chứ không có bán lặn sàn băng nha. Rồi nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều cái clip sau nha, anh em coi cuối clip nhớ cho em một like giùm đó, để nhà Kiên Giang sẽ ra những cái clip hay hơn nữa cho anh em. Rồi nhà Kiên Giang chào anh em ba nha.